Rồi, thường xin chào tất cả các anh chị nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho anh chị chúng ta cái mẫu là cái mẫu thùng bằng kim loại á, đây là bằng thép không gỉ. Đó, thì cái ưu điểm của cái mẫu thùng thép không gỉ này, thứ nhất là nó bền, thứ hai là anh chị chúng ta có thể mình chở hàng nặng, hàng sắt thép cồng kềnh á. Ví dụ như mình làm bên xây dựng hoặc là mình làm bên sửa chữa điện lực đó, mình làm bên cơ khí rồi thì mình có thể bỏ các vật dụng á, sắt thép kim loại vào đây mình chở thì nó không có bị đâm lửng thùng, cũng giống như mấy cái thùng nhựa đó, thùng ghi vi nhựa hoặc là những cái mẫu thùng mà anh chị ta bình thường hay lắp á, đó là mẫu bằng thiết kế bằng nhựa nha, còn mẫu đó là bằng kim loại bằng thép không gỉ á. Đó, cái ưu điểm lớn nhất của cái mẫu đây á, bền, thứ hai là chở được hàng nặng, hàng cồng kềnh, hàng sắt thép ha. Rồi thứ ba là anh chị ta mình có thể mình để được mũ bảo hiểm nè, đó để mũ bảo hiểm loại full face, tức là loại anh chị ta mình mang hết có nắp chập xuống á, đó là full face là để được một cái, còn ví dụ như những cái mẫu 1/2, 3/4 thì có thể mình để được hai cái đó. Ví dụ như những cặp vợ chồng anh chị ta mình thường hay đi cà phê đồ thì mình bỏ vô trong đây, trong cái thùng đây mình khóa lại là rất là an toàn ha. Đó. Rồi thì về cái này là cái mẫu thùng bằng thép kim loại ha. Thì cái mẫu đây anh chị em ta mình xài sử dụng một thời gian khoảng 1 năm 2 năm thì nó sẽ bị sờn màu á, nó màu nó xuống, anh chị em ta mình đánh bóng lại, mình mua cana về để mình xử lý, mình đánh cho nó bóng lại là nó đẹp ha. Đó thì cái nhược điểm của cái mẫu đây là đi ngoài trời thì lâu ngày nó sẽ bị xuống màu ha, nó giống như mấy cái đồ lư hương rồi cái nhà Tết mình thường cầm lên mình đánh lại đó. Đó đây, còn đây khó nó nhìn rất là chắc chắn á. Đó đó, khóa như này, đây đây là khóa vặn nha, có hai chìa ha, vặn này cả nhà, vặn có móc à, rất là cứng cáp á. Và đây là cái bát này, xe của anh chị em ta mình có cái baga phía sau rồi đó, đây có baga phía sau rồi thì cái đây là cái bộ bát để gắn vô cái baga ha, đi kèm nó đủ này. Đó cái baga thì chỉ cần mình lòn vô baga này cả nhà, mình lòn vô baga thì hai thanh đây ở dưới, đây ở dưới baga nó siết lại, nó giữ lại, còn cái đây là cái đệm ở trên đó. Để anh chị ta mình bắt xuống á, đó thì nó rất là cứng cáp luôn, nó như thế này có đủ rồi, đi kèm cho anh chị em ta, xe hiện tại có ba ga là mình lắp được hết cái mẫu thùng rồi nha. Rồi khóa nè, khóa nhìn rất là cổ điển á, hai chìa khóa cổ điển hai bên rất là cổ điển, rất là đẹp luôn, chắc chắn luôn. Đây cà xuống như thế này á, đó đẩy luôn như này cà xuống rồi khóa lại, rút chìa khóa hai chìa này, nhìn rất là cổ điển, rất là đẹp á. Đó rồi đây là cái mặt bên này, gò rất là đẹp luôn, gò bo rất là chắc chắn và rất là đẹp ha, có mối hàng nó cong như này bo nhìn rất là đẹp ha. Rồi. Đó thì cái mẫu đây thích hợp với anh chị chúng ta mình về mình có thể mình trang trí thêm ha, mình dán đề ca lên cho nó đẹp ha, dán đề ca lên mặt xung quanh này cho nó đẹp nè. Đó mình thích cho mình trang trí, thứ hai là nó bền ha, thứ ba là mình chở được cái hàng kim loại hàng nặng nó không bị đâm thủng ra bên ngoài ha. Đó thì đây mình review qua cho anh chị chúng ta mình theo dõi đó. Đó đây cái chiều cao của cái mẫu thùng này xíu, xin lỗi xíu này giờ, nãy giờ chưa review qua. Đây chiều cao này, chiều cao bằng luôn, để mình đo chiều cao, cực cao nó hình chiếu ra là nó mình 28 cm, nó cao bằng cái mặt đây là 28 cm. Đây cái chiều dài từ mặt trước ra mặt sau á là 38 cm nha anh chị, 38 cm đây chiều dài này, chiều dài từ mặt trước ra mặt sau là 38 cm, chiều cao của thùng á là 28 cm. Ở đây cái chiều bề ngang này, bề ngang là 48 cm nha. Đó anh chị ta mình có thể mình thích những cái mẫu thùng gọn gọn nhỏ này về mình độ mình trang trí thêm á cho nó đẹp á. Đó mình có thể mình đặt cái mẫu đây nó bền nó đẹp á. Đó phù hợp với những cái xe mà dạng như mấy cái xe mà cổ điển cả nhà, nó phù hợp với mẫu này, còn ví dụ như những cái xe hiện đại mình về mình sẽ dán thêm cái đề can vô ha. Đó với cái thùng bên mình đã khoan sẵn để về anh chị ta mình bắt bát vô cái bagage xe vô. Đó ok luôn rồi, thường xin chào và hẹn lại anh chị ta ở những video tiếp theo nhé. Thì cái mẫu đó là rất là một trong những nhiều mẫu bên mình. Đó, thì mình lâu quá mình chưa review cái mẫu đây, mình quay cho anh chị em ta dễ dàng theo dõi nhé. Đó còn những mẫu mà thùng vi hoặc là những mẫu thùng top vip đó thì mình sẽ review ở những video tiếp theo nha. Rồi thường xin chào và hẹn gặp lại nha.